số 3 rồi, đây là đoàn trưởng thôn, đây là chủ tịch xã, đây là chủ tịch xã dẫn đầu đoàn của bạn. Chào mọi người, chào mọi người, chào mọi người, chào mọi người, Vai. Ok, hello, chào các bạn nhá. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Domingo. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Freddy. Ok, hello, chào các bạn, tôi mình tên. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Mark Lloyd. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Anthony. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Lino. Ok, chào mừng các bạn đến channel Quang Linh Vlog của Sống Châu Phi. Thì video hôm nay là anh em tôi đã chuẩn bị tất cả những món ăn của Việt Nam để mà làm một bữa tân gia nhà tình thương nha các bạn. Đây, nhà tình thương mình đã lau dọn sáng giờ, rất là sạch đẹp luôn. Đấy, rồi tí là vào review cho các bạn xem ở trong. Còn ở ngoài này là sẽ bàn là có bao nhiêu bàn? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 bàn, 10 mâm. Thì có mời là anh Tiến này, anh Ngửi này và con anh Hòa. Anh Hòa thì bận việc không đi được. Còn Đông Bao Lô rồi tất cả anh em trong team và cũng như là người dân, cũng như là trưởng thôn và chủ tịch xã ở thôn, rồi là 13 em mồ côi mình đã đi tìm cách đây là 3-4 ngày rồi, thì cũng hẹn mấy em lên đây để mà ăn chung với tân gia anh em của tôi, rồi sang ngày mai ngày kia là sẽ cho mấy em vào ở nha các bạn. Hiện tại là mới có 13 em thôi và tất cả 13 em ấy đều bố mẹ đều mất rồi, còn 13 em là toàn ở với bà này, có người ở với bà nội này, rồi có người ở với chị gái này, rồi là nói chung là rất là nhiều. Thì mình cũng đã giải thích mấy cái video đợt trước rồi. Thì bây giờ là sẽ tiến hành làm như thế này đấy, cho đẹp tí khách đến thì còn ưng ý một tí. Rồi, nhiều nha, bây giờ là chia nha. Ồ, bên kia nắng rồi. Đó là tí dịch cái bàn làm sao tránh nắng đây, té cái nắng này. Bên này nắng này. Thì không biết là bây giờ là dịch sang bên kia. Ôi, bây giờ có lẽ là anh em sắp xếp một tí rồi tí đón khách về vào nha các bạn. Đấy, phun chửi gà này. Gà là tránh nắng hoa. Ôi, gà gặp luôn. Tuyệt vời. Ôi này. Bây giờ là gà. Quá món bằng ấp. Anh Hùng phải đi đâu luôn. Tất cả những cái này là đều do Tony Giáp, Giáp Tony đã chuẩn bị từ ở nhà rồi nha các bạn. Bây giờ chỉ có đến đây là bỏ thôi. Ui, cái gì này? Ui giời, súp này. Súp vang này, súp vang chảm anh Mỹ này. Rất thơm các bạn ạ. Thơm lắm. Mọi người, đây là súp vang này. Chưa. Ồ, làm đưa một cây này. Đấy, anh làm đấy không? Một cánh sắp tránh nhé. Ok. Sợi. Đi hết. Thôi. Đi ra chỗ này. Đi. Anh ra đi ra chỗ này. Rồi, đi ra chỗ này. Đi ra chỗ này. Ôi giời. Ê. Chào các bạn đi. Ô, khách mời đến đây. Chào các bạn. Ra đòn nào không? Đồng loại lên. Úi xời. Lại gặp nhau rồi. Gặp nhau rồi. Sao hổ rồi. Đồng cái gặp đây. Ok. Tôi chưa thấy nào. Chào các bạn. Ok rồi, chào bạn. Mình tên Đông Vào rồi. Ok rồi, chào các bạn nha. Ok, chào các bạn. Mình tên Quang Dương.
Mà thì phát đu. Hôm nay các bạn nhá, chào các bạn nhá. Chính thức là được mời lên chứ hôm nay là không phải là đi ăn trực nữa các bạn nhá. Có quà không? Có quà. Đây là quà cho các cháu mồ côi. Mình cũng mua một ít bát, một ít đĩa với cả một mấy cái khay là để các cháu ăn tập thể đâu. Có review luôn không? Có chứ. Mở ra. Bỏ ông nha. Mở ra xem thiếu trong nhà. Nha được. Thiếu vị trí để mai mà mai tiền mua. Không. Ở trong nhà cái đây đâu. Nhà đây là. Ôi một hộp nhiều mà. Ôi này nàng ơi, xuống được các cháu mà. Nàng kinh khủng ấy. Nàng kinh khủng ấy. Con bắt sứ mà. Bắt sứ luôn mà. Nhà chiếc block của nó. Block cu này. Ôi này, ngon rồi. Đây. Đăng này. Đăng này cũng lên này. Đấy, mua cho các cháu đủ ơi, đủ điện này. Điện này siêu nhắn về. Điện này siêu nhắn về là cả kiểu đấy. Cho các cháu cái đĩa này. Siêu nhắn anh hùng đấy. À đúng đấy, nó còn thiếu bát để bò xuất ván ấy. Rửa luôn. Rửa luôn là bỏ cái gì đấy. Chuẩn luôn mình đây. Rửa luôn bỏ luôn. Đây là cái bát cho các cháu đấy mà để những lúc mà ăn súp đấy. Bát này hai mươi tôm. Bát này hai mươi tôm chuẩn luôn. Bát bằng sứ luôn nên là. Thì cho em mượn tam một cái nha. Ờ thì lên ra dùng luôn. Tăng nó đi mượn đấy. À tăng nó xuống mượn đấy. Mượn đấy. Em rửa qua đi. Chuẩn bị xong rồi hết rồi. Thì em rửa qua đi. Để tí khách chưa đến đầy đủ đâu. Đang đây. Các bạn đông lắm. Năm năm anh em đấy. Đang. Rồi đủ tam à. Nào anh đang này. Đi lấy đôi chơi chảo đâu rồi? Cô đang đâu rồi? Cái này cãi nhau à? Đấy, bắt đi vào đúng, chỗ chơi mới đang đi. Chú bạn đi. Cãi nhau. Đắt rồi chào, đi ăn này, đi ăn có khá cái mặc đẹp hay. Mặc đẹp hay. Cần có cái. We need to. Okay. Tudo bem? Ah, tá tudo bem. Valeu. Đây là vở của bốn anh em. Đấy, đi vào ngay từ đây. Đây là vở của bốn anh em. Anh em là tiếp viên cho mọi người. Rồi, đây là đoàn trưởng ban, đây là chủ tịch xã, đây là chủ tịch xã dẫn đầu đoàn của các bên trưởng ban. Dạ, vui anh tới đây. Dạ, vui anh tới đây. Dạ, vui anh tới đây. Ngồi đâu kia, cho ngồi đâu kia. Ba chín ca. Có thể ăn trà đều hốt vào. Tôi đi ăn trà đều hốt vào. Cùng ăn tí lời. Đây là mấy 13 em một côi. À cho mẹ em vô một côi vô trong nửa đấy, cho ngồi trong nửa. Đa tên hết như Korea sao hốt vào và Etra đen tử rồi. Etra đen tử rồi, xem bây giờ đen tử rồi. Xem bây giờ đen tử rồi, Etra đen tử rồi. Đúng rồi. Đây là 13 em mồ côi thì được trưởng thôn với là chủ tịch xã đưa đến. Đấy. Thì cứ để cho mấy em ăn lại đi. Ngày mai ngày kia là mình sẽ làm video đó về 13 em này. Đấy, hiện tại là bây giờ là hôm nay là chỉ có ăn tân gia thôi, ăn vui mừng luôn. Có mấy bé? Có mấy bé?
đang không ngồi vào đây luôn à? Vip luôn nhỉ? Thầy vip ấy, vip luôn nhỉ? À, mặt đại ca ngồi đây không? Đại ca ngồi đây luôn này. Cho bạn đại ca ngồi đây luôn. Chủ tịch à, chủ tịch tập đoàn. Ngồi ghế nóng à, ghế này còn là ghế nóng đấy, ghế của bạn là ghế nóng đấy. Chủ tịch tập đoàn. Đây, chủ tịch đây, bán ngoài quá. Xin cầu, xin cầu. Đã chào bao nhiêu? Mấy thôi. Một là dùng để em ăn luôn đấy. Đăng đâu, đăng đâu, mời đi đăng đi. Ôi áo. Ngồi đằng kia cho cái nóng luôn. Đang ra ngoài ngồi dùng một lần nữa. Con mẹ tu về à? Vui bao của con mẹ có mấy xe mô đi á? Dạ. Mua đi chứ. Con mẹ còn mô đi mà khi mà để hàm đâu. Lấy bắt tăng cái này á. Dạ, bóng bao nhiêu? 60 bóng đất này. Bóng trắng á? Vâng. Nhưng mà khó bán chắc mấy bạn luôn bán đầy mà. Mấy cái đủ tay ái bán. Mấy cái đủ tay mấy cái đủ bán cả kiểu bánh ấy. Bán đầy. Có là bỏ xe bà em ăn. Bán đất. Cô mẹ nhà nhé. Cô tên là cô mẹ. Tên là cô mẹ nhé. Bà tên xong bà đá cho ông. Bà mẹ cho mẹ em ăn theo ạ. Dạ hiện tại ạ. Đi ra ngoài chứ không ngoài nó vô tay nó quỳ gà. Ăn trong rồi ạ. Anh chị gà bài mi ngon này
quá tuyệt vời. Chú, ngon quá tuyệt vời. Ui da. Aji Loli. Lolo. Oh. Tadi aku masuk bocor. Kamu mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn. Ok. Mời các bạn nhá. Đấy các bạn ạ. Thịt gà, cò tất cả. Nhưng mà bánh mì này thêm bia nữa. Rất ngon lắm. Dạ, rất vui. Gọi rất vui lúc. Ăn đi anh, chị cùng anh. Đấy là cái lộn gà nhé. Chắc bên là ngon, tuyệt vời. Một nồm khói này. Lộn ngon. Đấy là ngon. Dạ, dạ. Ăn cảnh sát nào, mình hết quần áo không? Để cho một chút bán mình hợp về... Chút bán hợp về nó bình minh. Mày mà hợp về như... Chút vào, mấy? Dạ. Dạ, hợp được. Hợp được. Bỏ. Đi ra sang bên đấy này, bên này có hai đi à? Hai đi bên này. Yo. Chúng ta đang phá. 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 Chúng ta hả? Ngon. Ờ, giờ mới đếm nha, anh tưởng là đi mua rồi rửa bát. Ca ca để đây. Muốn đi. Bán đi ngồi đây. Chân đang đi. Đi mua rửa bát các bạn. Nhớ bên đây để nhịp rửa bát thôi. À, ok, chào các bạn. Ok, lôi chào các bạn. Mình tên Phát Quả. Ok, lôi chào các bạn. Mình tên Phát Quả. Cho đến đây lao để chở đấy đâu ấy. Mua tốn các bạn. À, bắt ca mới đi làm về các bạn ạ. Mua tốn vào để lên tổng bản đấy các bạn. Thôi bây giờ đừng kiếm cái bánh mì thôi. Đừng nêm được cái gì anh. Cú lì. Tại trong mình rất là mát đấy. Trong này mát, trong này mát thật. Như có điều hòa luôn nhỉ. Thịt gà mềm mềm, đây là 8 nam, 5 nữ. Là mấy cùng 12 thôi. 12 thôi. 13. 13. Thế mà em học tuyên toán. Nói về ngày xưa em học tuyên toán đấy. May đi làm kế toán thì không có là 8 em nam, 5 em nữ. Đi học rồi, để đâu sau này cả nhấn tay ở đấy đấy các bạn. Ở đây, cả kiếm tài đấy. Xuất hiện nhấn tay ở đấy. Lỡ may mà hôm nay mà có 2-3 em mà học kinh doanh giỏi như bi ghế thì lúc đấy là con Linh là không đi làm vô lông nữa đâu. Tôi sẽ chơi được không? Có ngồi nhưng mà để mà nói 13 em mà đời may cũng sai tay em rồi làm tay chỉnh rồi sau là thành chủ tịch tỉnh một tí chủ tịch tỉnh chủ tịch tỉnh thấy là bom minh là lúc ở lên lên bình thư à bình thư cái gì đấy trước đây à, bình đấy có bình thư rồi có chủ tịch phó chủ tịch như là để cô em được rồi đây là rất là vui khi mà tất cả mấy em mồ côi về đây về nhà bếp nhà tình thương. Trong này mà làm chủ tịch thì là cho đông chức bảo vệ ủy ban thôi.
tranh thủ là bảo vệ đi đấy chứ. Lúc đấy nào mày được rồi đấy. Bảo vệ đã được rồi, già rồi là bảo vệ được rồi chứ. Còn bên là đây chưa già đây vẫn là có thể là làm được cái chân phó chủ tịch. Thế giá 16 tuổi thế giá. 10 năm nữa thì 46 rồi đấy. 10 năm nữa 46. 10 năm nữa thì chủ tịch làm sao được 30 năm nữa. 30 năm nữa thì cả làng chào các bạn rồi. Tôi để nói nhé. Sợ lắm. Nói chào bạn lạnh người. Ngon ngon quá tuyệt vời. Ngon. Ôi chết. Chào các bạn nhé. Anh đi. Còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa? Còn đúng cái gì? Rồi này, lấy ghế ngồi đây, bên cạnh đó. Tất cả mọi người đã ăn uống rất là tuyệt vời rồi. Ui, bên kia đang còn nhiều kìa. À, hành với là hành tây với chị là người ta không ăn nhỉ? Thế một lần nói với con mẹ. Ăn. Ăn à? Ăn ngon nhiều lắm. Ngon. Ngon nhiều. Bắt được bán bánh.